Rồi, dạ rồi còn ba mấy giây chú thắng lại chú trả là chín n thôi. Dạ n thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà vẫn giữ chiến thắng nha. Chừng nào chú kéo thắng tay chú mới bỏ chiến thắng. Thì chỉ khi nào kéo thắng tay khi thời gian nó 60 giây trở lên hoặc là trăm mấy chục giây. Còn nếu mấy này mình giữ thắng thôi. 5 giây sau chú kéo cần số về chữ D chú đi thôi. Rồi, hello cả nhà. Lại là mình đây. Thì hiện tại mình đang có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 26. Hôm qua thì mấy ngày trước thì mình đang ở trên Đà Lạt các bạn. Và hôm nay mình đang đầu tuần, mình đang kèm cho chú đi bộ túc đường dài thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu. Thì con đường này nó mau cứng nhất cho những các bạn lái mới. Và đồng thời khi các bạn lái mới xong đi Vũng Tàu xong, có thể các bạn lại đi thêm nâng cao thêm nữa là đường đèo núi, đèo dốc này, hoặc là miền Tây nhiều lắm. Thì bên mình có những cái cung đường luyện tập cho các bạn lái tốt, cho các bạn có những trải nghiệm vừa gọi là bổ túc nâng cao và vừa kết hợp du lịch luôn các bạn. Đó, đi đảo này nọ các kiểu luôn nha các bạn ha. Rồi, ok. Giờ hiện tại mình đang trên gọi là đường Võ Văn Kiệt. Thì đường Võ Văn Kiệt này các bạn cần lưu ý gì? Nếu mà cái đường đi hướng về Vũng Tàu thì nó quá dễ, nhưng mà cái đi hướng ngược lại các bạn sẽ đi là nếu mà khó là khó độ khó là các bạn đi trong cái gọi là làn hỗn hợp giữa xe máy. Còn đây là các bạn tuyệt đối không đi vô làn hỗn hợp dưới xe máy nha. Rồi thì trên đây các bạn lưu ý những cái mũi tên ở trên biển báo hướng dẫn. Ở đây là một nè, đó, thấy không, nó hướng dẫn chung. Rồi thứ hai là trên giá là một, nó sẽ có cho các bạn. Rồi buông thắng nhẹ chút, buông thắng nhẹ cho nó lên cái. Rồi gà thắng nhẹ, đó nó êm hơn. Hồi nãy là chú thắng đè luôn thì nó sẽ không cắm đầu xuống. Các bạn thắng giống như ABS đó, các bạn thắng xong thấy còn ở trước có khoảng cách thì các bạn nhớ nhả nhẹ chân thắng một cái. Rồi xong gà lại một cái nữa là đẹp. Để phòng hờ là phía sau sẽ va chạm với phần đuôi mình. Đó. Ok mọi người. Thì bạn nào trong quá trình học lái hoặc là đã chuẩn bị mua xe hoặc đang có ý định là đi chạy xe dịch vụ thì các bạn nên đi bộ chúng ta lái nâng cao vừa kết hợp du lịch, hoặc là bên mình có đầy đủ luôn nha các bạn ha. Có nhận hồ sơ lái mới kể từ 2 bánh cho đến 4 bánh, có luôn nâng dấu nè, rồi gia hạn giấy phép lái xe. Đầy đủ hết nha mọi người ơi. Rồi chú đi tiếp à. Rồi bây giờ phía bên trái coi chú có xe không. Có xe thôi, còn có mình sẽ chuyển, mình cứ tập ha. Rồi chú đi tiếp. Còn bên kia là người ta về quận 4. Rồi chú đi thẳng nữa à. Thì trên giá Long Môn nó có những cái biển báo hướng dẫn cho các bạn. Các bạn sẽ quan sát, tập quan sát, tập nhìn. Thì các bạn chậm chậm lại các bạn sẽ quan sát được hết. Còn các bạn đi nhanh quá các bạn quan sát không được, nhất là những cái lối ra. Thì trên đây nè các bạn, bên phải nè các bạn thấy không? Đó 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 đó. Thì đa số các bạn mới các bạn không để ý. Rồi không để ý thì nhìn ở trên giá Long Môn nó gối luôn. Các bạn thấy nó gối không? Nhưng mà mình chỉ cho các bạn nè, các bạn đi thẳng thì các bạn cứ coi cái mũi tên đi thẳng, biển đi thẳng. Rồi xe cứu thương ha, nghiêng qua trái chút xíu, nghiêng qua trái đi. Rồi chú đi lên, đi đi chú, muốn thắng lên. Đúng rồi, cho xe này cụp vô. Đúng rồi, rồi chú trả lên thẳng lại đó, vậy thôi. Đúng ra xe đỏ lên đó, nghiêng vô, chú dừng lại, chú dừng lại cho xe nó chạy lên đó. Phải coi ở kiến hậu là coi xe cứu thương đang ở vị trí nào. Nếu ở vị trí dầm mình sẽ chuyển qua bên trái chút xíu. Rồi chú trả lên lại, trả lại, trả lại, đúng rồi. Đó, thêm dòng đó, để cho mình tấp vô, để cho xe bên kia nó sẽ tấp qua để nhường cho xe cứu thương. Chứ không phải là bên đó nó nhường đâu, nó nhường nhưng mà có cái bây giờ nó không có chỗ trống sao nhường. Mình phải tạo cái chỗ trống cho người ta mới nhường được chứ, không? Mỗi người nhường chút. Ở đây các bạn lưu ý nha, bạn nào sử dụng Google Maps cái khúc này nè, nó chỉ vô đi trong vô với chân cầu đó, nó bị lộn nha bạn. Nhiều trường hợp mấy chú đi xe ô tô chạy chung với xe máy vô cái đường đó đó, Google Maps tôi lúc trước tôi mở tôi cũng thấy nó chỉ vô trong đó, các bạn tin không? Rồi chú đi thẳng. Giao thông dưới Bắc khổ thiệt, cứ theo ông Google là chết.
Ủa thầy ra chị chứ, chị Google chứ, đỡ thường ông Google. Ở trên có những cái camera quan sát á, trên giá Long Môn. Rồi chú đi tiếp. Ở trong là cấm ô tô ha, đó nằm như khúc ngay cây á. Rồi chú buông thắng nhẹ. Cái chân kính này nè, nó bằng cái chỗ mép cốp của mép cửa của người ta là đẹp. Còn xe máy là ngay chỗ cái yên, còn nằm ngang á, nằm ngang là ngang yên. Còn nếu mà xuôi dọc thì ngay chỗ cái đèn S-top là chú dừng là nó không va chạm. Bữa sau mình sẽ tuần sau mình sẽ có chuyến lên Đà Lạt tiếp, và tuần tới nữa cũng có một chuyến lên Đà Lạt kèm xe nhà là học viên cũ đã luyện là luyện bổ túc bên mình rồi, bây giờ mua xe rồi, bây giờ kèm tự ôm xe đi rồi, tự ôm xe đi các tỉnh này, à, tỉnh miền Tây rồi, mấy Cần Giờ luôn rồi, nhưng mà chưa đi Đà Lạt thì bữa đó mình sẽ kèm cho gia đình bạn ấy sẽ đi lên Đà Lạt đi đường luyện đường đèo. Ê, tuyến đường Đà Lạt này nó có nhiều cái tuyến đường lên xuống cho các bạn trải nghiệm, đặc biệt là đường đèo nó sẽ khó nha các bạn ha, nhưng mà các bạn phải trải nghiệm một lần các bạn sẽ thấy nó dễ, các bạn không trải nghiệm là các bạn sẽ thấy nó khó. Học học nữa học mãi. Chú thì lái tốt, ổn. Bây giờ là sẽ mạnh dạn cái chân ga hơn chút. Sẽ tập quan sát biển. Giống như chú yếu về cái phần quan sát, lớn tuổi rồi, bây giờ phải quan sát. À. Rồi trên giá Long Môn là mình đi thẳng nữa hai chú ha. À. Biển Thái Học, đường Kiết Con, đường Võ Nguyên Giáp, đó, cũng trái là Trần Hưng Đạo. Thật chất mới vô là nhìn mấy bảng báo này nó gói. Nó năm nay dễ lắm, các bạn đi thẳng thì cái bên làn đường đi thẳng, các bạn quẹo thì cái làn đường bên trái, quẹo trái thôi, chứ không quẹo phải lên đây không được. Quẹo phải đây là chỉ có nhập lên cầu để mình đi qua quận 4 hoặc là quận 8. Đó. Rồi, chú đi tiếp, mình sẽ đi xuống dưới hầm Thủ Thiêm ha. À, thì ở đây chú chút xíu chú để ý bên tay trái ngay chỗ xi nhan của mình đó, là mình mở đèn mà mình dặn lên phía trên hết luôn ha. Giùm con. Đó. Chút xíu con chỉ cho chú mở. Dạ rồi. Bạn nào mà đi về quận nhất là Tôn Đức Thắng, các bạn sẽ đi cặp bên mé bên đây bờ kênh nha. Còn đây là mình sẽ đi xuống dưới hầm để về Mai Chí Thọ để mình vô cao tốc để mình về để đi Vũng Tàu. Cái ngay chỗ cần xi nhan chú dặn hết về phía trên. Đây, đây để con chỉ cho. Dạ đúng rồi. Rồi chú tắt lại giùm con này. Dạ rồi, đúng rồi. Rồi chú dặn hết luôn. Hai nấc lận. Rồi, đúng. Chú dặn một nấc là nó chỉ có đèn sương mù thôi. Và đặc biệt các bạn nhớ là nhìn vô đây nè, các bạn biết nè, cái màu xanh lá cây là đúng. Mà nó hiển thị màu xanh dương đậm là sai. À, mình đó để mình thử nha. Màu xanh dương đậm nè. Đó là khác không? Là nó đèn chiếu xa. Là chú phải tắt là kéo về phía mình. Giống như đá đèn á. Nó chói mắt người ta lắm nha. Rồi, có nhiều bạn là cứ mở cái ngay chỗ đèn nè sương mù. Và đặc biệt cái xe nào có chế độ ô tô thì các bạn nhớ giùm mình phải kiểm tra. Phải kiểm tra là nó vị trí nó nằm ngay chỗ ô tô chưa. Các bạn không biết. Các bạn nói là ở y là nó ờ tôi mở ô tô rồi, nhưng mà khi con cái các bạn lên chơi thì nó vô tình nó dặn tùm lum, kể cả máy sưởi này xe tôi là con tôi nó dặn một phát một nóng đang lạnh nóng ban luôn. À, nó phá lắm. Nít mà. Thì các bạn phải để ý, nhất là ô tô. Xuống nó không mở là coi chừng các bạn có biên bản về nhà. À, mình nếu mà trường hợp mình chưa biết thì mình mở trước, còn mơ là mình sẽ xuống đây mình mở. Nhiều khi mình đi gần sát nơi cái mình quên đi thì mình sẽ phạm luật đó. Nên em để bật đèn chiếu gần, tốc độ tối đa của mình là 60, tối thiểu là 30. Khi các bạn trên đây các bạn còn di chuyển làn đường, khi xuống dưới hầm Bạch Liên các bạn tuyệt đối không chuyển làn, không được bóp kèn, không được mở đèn chiếu xa, các bạn lưu ý nha. Và có nhiều trường hợp là đi vô làn của xe gắn máy là phía bên tay phải nguyên cái bảng bự chà bá luôn rồi, thấy không? Nên các bạn lưu ý.
Và trong hầm người ta có camera quan sát, máy bắn tốc độ đầy đủ luôn. Các bạn nào không biết thì các bạn quá tốc độ sẽ biên bản về đến nơi luôn nha mọi người ơi. Xuống thì thả chớn, lên thì hỗ trợ ga. Rồi chú gà thắng nhẹ em còn này. Đó, rồi buộc thắng ga. Lý do sao? Ở trên đây nó có hai máy bắn nè các bạn lưu ý nè. À, hai máy bắn tốc độ nha. Đó, ở trên trần thấy không? Đó, trên trần hai máy bắn rõ ràng luôn. Rồi, mình đang xuống nè, dưới đáy nè, hầm tàu phim. Rồi xong mình sẽ đạp ga nhẹ nhẹ dần lên. Trên khúc này cũng có máy bắn luôn. Nó sẽ nằm trên trần các bạn. Giờ rồi chú đập ga nhẹ. Đúng rồi. Có nhiều trường hợp là xe ô tô chạy vô chung xe máy luôn. Vừa chạy vô là bảo đảm luôn. Là có anh giao thông bên kia anh qua anh bắt liền. Lý do ở đây có chốt người ta thông báo. Lần trước mình có làm cái clip là cái anh chốt này nè, người ta vô lỡ chút xíu thôi, anh chụp hình, anh quay phim cái xe của ta. Lỡ chút xíu thì kêu người ta ve ra chút xíu đi. Người ta đã thắng lại rồi đó. Anh quay phim chụp hình để gì, để phạt nguội hay gì đó. Lỡ thôi chút xíu ve ra đừng hoành ra. Người ta không biết, nhiều đừng làm khó người ta quá. Còn người ta đã vô rồi thôi thì cái đó phải chịu rồi. Còn mới vừa qua, mới được qua cái thanh rào trắng chút xíu là anh đứng ra anh chụp hình quay phim ta ve lại rồi. Nhiều khổ thiệt. Dạ rồi đi ạ. Tắt đèn rồi mình. Dạ tắt đèn. Dạ. Là mình dặn lại ngược lại. Rồi mình đi bên cánh phải giùm con. Mở xi nhan phải. Để bên phải giùm con nha. Mở xi nhan bên nào là ngó kính hậu bên đó giùm con. Rồi chú đi theo làn thứ xe trắng này giúp con đi. Dạ đúng rồi, thứ hai thứ ba đều được, thứ tư là ta sẽ quẹo phải. Rồi chú để ý nè, bảng thông tin phương tiện nè, thấy không, ai mà phạm là nó hiện thị luôn, cấm quẹo trái nè, ô tô nè. Các bạn muốn quẹo là quay đầu là các bạn phải qua bên hai làn bên kia nha, hai làn bên kia. Rồi ở đây các bạn lưu ý giùm mình, phía ngay chỗ cái cột này giữa lưu này là nó áp dụng cho bên hướng mình. Còn hướng ở trong kia nó đặt bản 50 là áp dụng cho cái làn hỗn hợp ở trong kia. Nha các bạn lưu ý nha. Trên đây hoặc là giá lông mồm nó áp dụng cho bên trái. Miễn đặt bên phải áp dụng cho bên trái. À, mình có cái clip nữa nè. Cái clip mà ở trên Đà Lạt có một cái bảng báo đường cấm nhưng mà nó đặt sai. Đường cấm là nó báo là thứ bảy chủ nhật là cấm vô đường chợ. Trong khung giờ từ cho đến 7 giờ. 7 giờ tối cho đến bao nhiêu á quên rồi, mình không để ý. Nhưng bên kia nó lại đặt thêm đường nữa. À, nó khổ vậy đó. Rồi, 80 là của mình nè. Đó, xe công, xe tải là 60, của mình là 80, là mình đi gọi là đi theo biển báo, mũi tên dưới đường và theo hạng, các bạn lưu ý nha. Mình hạng nhỏ, mình đi xe con thì mình đi theo hạng xe con. Xe tải thì theo hạng xe tải, nó có quy định hết nên các bạn lưu ý. Rồi chú để ý mấy xe nó sẽ tấp qua bên mình nè. Lý do cái làn đường bên phải là đường hỗn hợp giữa quẹo phải và đi thẳng. Các bạn lưu ý nha, cái đường bên phải, cái cánh, cái làn thứ tư á bên phải á, sát lương á bên phải nha, là cái đó làn hỗn hợp. Hỗn hợp giữa đi thẳng và quẹo phải thì các bạn lưu ý, nếu các bạn muốn đi thẳng các bạn phải canh cái đèn của mình gần tới thì các bạn đi. Các bạn đừng có vô trước. Các bạn vô trước các bạn đậu lại á thì nó sẽ có trường hợp là các bạn cản trở cái người quẹo phải. Lưu ý nha. Cái đường đó là đường ưu tiên cho quẹo phải. Ở đây các bạn có 3 làn đường các bạn đi thẳng.
thì cái làn đường đó họ hỗn hợp để cho các bạn nếu mà chống thì các bạn đi thẳng được, còn nếu mà có xe quẹo phải là các bạn phải chuyển qua bên chính giữa giống như mình. À, làn thứ ba các bạn lưu ý nha, người ta vẫn ưu tiên để làn quẹo phải thôi. Nhiều khi người ta quẹo phải dướng các bạn, người ta quẹo không được, cho dù đèn xanh của người ta quẹo. Đó, xe toàn thắng này ok nè, đó không? Ta giành thủ đúng không, cái đèn 42 giây để đi thẳng không, ta đi thẳng lên mà xe toàn thắng là bạn tôi đó. Đó, xe này bạn tôi, tôi toàn ra là ổng là toàn thắng. Ổng đang đi cái làn đường đi thẳng, ổng nhập vô làn hỗn hợp đúng chính xác, ok good. À, các bạn lưu ý nha, các bạn muốn vô làn hỗn hợp hoặc là ra làn chính, cái mẹo các bạn nhớ giùm mình đi trên mũi tên thẳng, làn đường đi thẳng rồi mở xi nhanh nhập, tuyệt đối không đi mũi tên quẹo phải và quẹo trái. Lưu ý nha, có nhiều trường hợp đi lộn được, lộn nha, thì cái lỗi đó là lỗi gì, nếu các bạn không dính tín hiệu đèn thì các bạn sẽ bị lỗi gọi là không tuân thủ vạch kẻ đường. Các bạn dính cái, cho dù các bạn không dính nhưng mà người ta áp dụng cho các bạn là lỗi là vượt đèn là tới không chuyện á, các bạn phải nắm rõ cái vấn đề đó nha. Nhiều trường hợp tôi thấy có nhiều trường hợp là đi mũi tên quẹo phải để đi thẳng, để nhập làn vô làn hỗn hợp là sai. Mình chắc chắn một điều là các bạn mới coi cái clip này các bạn mới biết nè. Mình làm rất nhiều luôn cho các bạn hiểu vấn đề là để đi như thế nào. Đó, chẳng hạn như là bây giờ đèn của người ta quẹo phải, người ta đi đâu được đâu, thấy không? Mấy ông kia cũng đậu đứng đợi hết đâu. Đó. Chú thấy không? Đó, bây giờ đèn của người ta quẹo phải, người ta mới đỏ nè. Đó, đó trường hợp đó, thấy không, giờ nó nhảy qua đâu không, cái làn này để người ta quẹo phải mà, thấy không, đó ông, nó ông chạy xong ông giờ nhảy qua đó, chạy lấn. Thì đó tại vì có xe quẹo phải thì người ta lấn. Đây các bạn, trước khi một con đường các bạn để ý giùm mình, đây có phải là cái làn đường quẹo phải không, là trong đó chỉ được phép quẹo phải thôi. À, chỉ được phép quẹo phải thôi, nên các bạn lấy mà chú ý nha. Còn ai mà đi trên cái làn đó để mà đi thẳng là sai, à, không tuân thủ theo vạch cái đường. À, ví dụ nha, ví dụ đang đèn màu xanh nó đang quẹo phải, thấy không? Các bạn cũng đang đi trên đường đó nhưng mà các bạn đi thẳng, các bạn thấy gọi là vượt đèn. Còn nếu mà các bạn ở đây, đây đèn xanh đi thẳng, đi đèn xanh đi, đúng không? Các bạn đậu vô đó, các bạn vẫn đi thẳng lên luôn, các bạn đi gọi là ở trên cái làn đường đó, các bạn sẽ gọi là bị gọi là không tuân thủ vạch cái đường chứ không phải là vượt đèn. Các bạn lưu ý với mình nha. Đây. Đó. Có nhiều bạn sẽ bị khúc mắc, rồi chẳng hạn như là muốn đi vô nhập vô làn hỗn hợp thì mình sẽ từ làn đường này mũi tên đi thẳng, mình mở xi nhan phải mình nhập vô trong, không là đúng. À, làng trong thì có 60 thôi, đây biển nó có sẵn hết rồi, chú chuyển vô trong, còn bên trái là ở ngoài, còn đây là vô trong, chuyển làng trong rồi, ở trên đông quá thì chú nhập vô làng trong luôn. Các bạn lưu ý, các bạn muốn đi vô đồng chân cống đó, đi theo xe đó giùm con. Các bạn muốn vô đồng chân cống là các bạn phải vô nhập vô làng này nha các bạn, nhập vô làn này các bạn quẹo quẹo vô làn đồng nhân cống, hoặc là các bạn lên trên cái đèn xanh đỏ các bạn quẹo quẹo phải được nha. Gòn riêng các bạn là bên trái bên đó là tuyệt đối không quẹo nha. Các bạn lưu ý nha. Nếu mà bạn đi đồng nhân cống là các bạn nhập vô cái lối này, còn mời các bạn lên trên đây các bạn quẹo phải gì cũng được. Thấy không? Tại sao? Biển báo đây nè các bạn nhìn rõ ràng đi thẳng và quẹo phải đúng không? Rồi, bên đây người ta chỉ có đi thẳng thôi, quẹo trái nó quay đầu thôi. Nên mọi người chú ý, còn cái làn đường kế bên này để làm gì? Để cho xe quay đầu. Có nhiều xe không biết cái đến đậu trên bên kia để quay đầu nó lâu, qua đây đậu, qua đây quay đầu xuống luôn. Rồi chú đi thẳng. Đây là gọi là làn hỗn hợp giữa xe ô tô và xe gắn máy. Còn bên kia ngoài kia là làn chính. Đó.
công đó định quẹo quay đầu là sai đó, ông xe máy á, rồi đi thẳng lên. Dạ rồi, chú cứ đi thẳng lên. Ở bên trái mà đông quá, chú nhập vô sát vô trong với chống chiếc mẹt á. Chú ngó bên trái có xe không? Chống thì đi. Dạ chú đi đi, đạp ga lên con chị cho. Các bạn đây đi được này được nha, không cấm nha. Ai nói cấm là sai nha. Đi phải biết luật, mình đi là mình chỉ đúng luật. Nhiều khi có sự sai sót luôn. Tôi là giáo viên, thầy mà đâu phải là thánh đâu, cái gì cũng biết hết. Lâu học dịch còn lộ mà lâu lâu cũng sai chứ. Đợi trước tôi vô đây tôi bị sai đó. Được, mà từ cấm sờ tôi vô tôi lỗi vô luôn. Hy vọng là không bị phạt nguội. Chú mở xe nhanh phải không con? Là mình đi vô cái chung cư á, là mình bọc ra các bạn, chứ không phải mình đi ở đây mình quẹo phải cấm xe hơi nha, cấm ô tô nha. Chú cứ đi lên đi, chú đi lên bình thường. Dạ đúng rồi, mình đang đi đúng mà, tại xe kia nó cũng ép vô, thấy không? Rồi. Từ từ thôi, chú không đập ga, nhất là nhường cho xe máy giùm con. Ở đây mình chỉ đường, chỉ làm clip cho các bạn luôn, nên mà các anh mình sẽ đi vô đây. À, nếu mà các bạn đúng ra là các bạn đi xe bên này bên trái để nhường cho xe con máy, thấy không? Mình làm đúng. Rồi, khúc này là không được nè. Đó, khúc này là chú phải đi chiếc Innova. Đi theo Innova. Đó, rồi chú đi. Đây cái vạch liền ở trong này để xe con máy, thấy không? Rồi, đầu đường hay cấm không? Cấm quẹo phải không? Nhưng mà xe tải, mình đâu phải xe tải đâu sợ. Chú để giùm con ha. Rồi xe nhập ra ha, rồi chú nhường vừa cho người ta qua. Rồi ok, đây làn đường thì rồi chú đi thẳng luôn. Dạ chú đập ga lên con. Ở đây ở trên giá lô môn là cái hình 80 đố chú là gì? Rồi chú đập ga đi, đừng đập thắng, đập ga, đập ga. Tối đa 80. Đúng rồi, tối đa 80 là của xe con của mình á. Rồi xe tải xe công là 60 nha. Rồi chú đập ga lên con. Tại mới thì chú nhìn bảng chưa kịp. Ở trong là 50 của xe gắn máy. Rồi chú nhìn lại trên giá lô môn giùm con ha. Có phải là 80 là của xe bản phụ không? Xe con và xe khách. 60 là xe tải và xe công. Nhớ giùm con nha. Rồi bây giờ con chỉ cho chú nè, khi chú đi về chiều nay chú đi về chú lấy xe gắn máy, chú đi chú quan sát những cái biển báo giùm con. Cho dù các bạn đi xe gắn máy, các bạn quan sát biển báo ô tô giùm mình luôn nha. Để cho bạn nhận diện trước đi. Rồi các bạn lên ô tô các bạn sẽ đi nó dễ, nhìn dễ hơn. Chứ mà các bạn cứ mà không để ý, cứ lo cắm đầu chạy. Các bạn đợi lên xe hơi, xe ô tô các bạn mới quan sát là sai rồi. Các bạn đi đang học ô tô, các bạn đi xe gắn máy, các bạn quan sát biển báo, các bạn học luật luôn cho mình luôn, bảo đảm luôn sau này các bạn đi các bạn nhìn một phát một là ra liền. Rồi những các bạn lái mới thì cần chú ý gì, nhất là những anh chị cô chú này nọ lái mới hoặc là lâu quá, các bạn giấy phép lái xe của mình lâu quá. À, đặc biệt các bạn giấy phép lái xe của các bạn lâu quá thì các bạn nhớ mở ra giùm mình nha, lấy giấy phép lái xe ra coi cái niên hạn của mình còn hay không, không còn thì mình đi đổi. Dưới 3 tháng đổi được nha, trên 3 tháng là phải thi lại phần luật nha, một phần nha. Còn nếu mà trên nữa thì sẽ thi lại toàn phần, các bạn lưu ý vấn đề đó, nhiều các bạn sẽ bị mắc lỗi bị thi lại đó, nó khó lắm. Và đồng các bạn lưu ý khi các bạn trong quá trình đang học giấy phép lái xe và đang học ôn lý thuyết thì các bạn đi xe gắn máy, các bạn quan sát giùm cho mình luôn những cái biển báo, những cái tình huống ngay trên đường các bạn đi. Đừng có đi một cung đường, các bạn đi nhiều cung đường. Rồi sau này các bạn sẽ áp dụng vô xe hơi nó sẽ dễ lắm. Các bạn lên xe là các bạn nhìn các bạn dễ lắm. Ai đang có giấy phép lái xe rồi, cũng đang chạy rồi thì các bạn nhớ đi, khi đi xe máy nhiều hơn đi xe ô tô thì các bạn sẽ đi xe máy, các bạn quan sát những cái biển, những cái cung đường, cung đường mới thì các bạn sẽ áp dụng qua nhìn vô cái mặt bảng nó dễ lắm. Rồi đó, hai chú cháu là đang trên đường đi, chú chạy tốt nhưng mà có cái quan sát hay còn yếu thì không sao, đi với mình sẽ hướng dẫn cho chú quan sát. Còn
bạn trẻ thì quan sát gái luôn. Để chi? Để giống như biển báo, giống như là biển báo, biển hướng dẫn này giống như gái, các bạn nhìn dễ hơn. Nó giỡn vậy thôi nha, đùa cho vui cho thôi, chứ mất công có nhiều người khó tính sẽ bắt bẻ mình. Nói chung là mình chiên về độ tốt đường dài đường trường thì phải có cái gì đó vui vẻ, chứ không có mặt cái lên xe im vậy đâu. Không được nha, chạy vậy không sai rồi, sai vậy em không được, phải nói trước. Đặc biệt khi mình đã hướng dẫn nhiều lần mà vẫn còn sai cái đó, mình sẽ la à, la nhẹ nhàng à. Rồi bây giờ chú thấy cái làng nhập đúng không, nhưng mà xe ít quá thì chú vẫn đi trên làng đường này luôn. Nếu lần sau chắc hàng chú thấy một cái nhập làng được, nhập làng á mà thấy xe nó lên đông quá thì chú chủ động qua bên trái, rồi chuyển qua trái giùm con luôn. Đúng rồi, ngon lành nó giỡn. Người ta nói gần càng già càng cay mà. Lúc đầu chú ngại quay clip rồi ngại ngùng, sao chút xíu vụ chút xíu rồi quay rồi ôm kỷ niệm lưu lại. Trời ơi à, đi học với thầy Toàn là phải vui vẻ không quạo. Rồi tiến tiếp mấy buổi sau nữa là mình sẽ lên Đà Lạt các bạn. Chú quan sát ok đó, chút xíu còn chỉ cho bạn, cho chú thêm những cái việc quan sát. Rồi 0, 50, 100 là đó là khoảng cách an toàn trên cao tốc đó chú à, với tốc độ 120 á là khoảng cách an toàn. Còn nếu tốc độ thấp mình đi sẽ gần hơn chút xíu không sao. Rồi chú đặt ga lên con à. Rồi ai trong quá trình còn lái yếu thì muốn bổ túc nâng cao thì liên hệ với mình nha à, số điện thoại chính chủ 070 252 1001. Rồi tạm biệt cả nhà.